Xin chào các bạn. Hôm nay thể theo nguyện vọng của một số bạn thì nói về cái việc điều khiển động cơ servo motor bằng PLC S7 1200. Thì hôm nay tôi xin làm cái video này gồm để hướng dẫn các bạn cái cách mà ta điều khiển cái động cơ servo bằng bộ điều khiển PLC S7200. Trong cái series này thì tôi có 3 cái video. Video thứ nhất sẽ có tiêu đề là điều khiển AC servo motor using PLC S7200. Phần thứ nhất là cách ta cấu hình và tiến hành commissioning, nghĩa là ta test servo mà không cần lập trình, nghĩa là ta test phần cứng xem là servo còn hoạt động là tốt hay không. Cái phần thứ hai là ta điều khiển tốc độ và điều khiển vị trí. Phần thứ ba, ta dạy điểm và lưu cái vị trí và ta gọi điểm, là gọi vị trí. Thì ở đây trong cái video này thì tôi trình bày với các bạn cái phần 1, phần 2, phần 3 thì mời các bạn xem video, các video tiếp theo. Nhưng mà trước hết thì nếu mà bạn nào mà chưa am hiểu về lý thuyết AC servo và cái cách để ta điều khiển vị trí và điều khiển tốc độ của AC servo thì các bạn nên xem trước cái video của tôi nói về cái phần lý thuyết, video trong cái kênh của tôi. Đây, các bạn có thể vào trong cái kênh Automation Today này, kích vào cái biểu tượng vòng tròn là cái con robot và vào kênh của tôi. Bạn chọn đến cái video có tiêu đề là How to control AC servo motor, điều khiển động cơ AC servo tốc độ và vị trí trên kênh của tôi. Tôi đã trình bày cái phần lý thuyết, phần cứng và cái cấu tạo của servo motor cũng như là cái driver của nó và làm thế nào để điều khiển được vị trí cũng như điều khiển được tốc độ. Thì các bạn nếu các bạn chưa nắm được thì các bạn nên đọc trước cái video này. Trở lại cái video phần thứ nhất của chúng ta. Lại cái video phần thứ nhất của chúng ta là cách cấu hình và cách thực hiện commissioning cũng như là test. Để thực hiện là chúng ta tiến hành tạo một project mới. Ở đây tôi sử dụng CPU 1212C DC. Để thực hiện là cấu hình và test thì ta chưa cần cái phần lập trình này, chưa cần lập trình. Các bạn vào phần Technology Object này, Add New Project.
bạn chọn motion control. Motion control. Bạn chọn là axis 1 này. TO positioning axis automatic. Ok. Phần config này, đầu tiên là general, bạn chọn phần pulse generator, bạn chọn pulse 1, bạn chọn PTO pulse A and direction B, có nghĩa là phát xung ở đầu ra A và đầu ra B là chọn hướng. Phần pulse output là ta chọn là Q0.0, có nghĩa là Q0.0 là đầu ra xuất xung. Còn hướng direction axis 1 direction Q0.1, nghĩa là Q0.1 là để chọn chiều quay, chiều quay của motor đấy. Đơn vị này, units of measurement ở đây là mm, có nghĩa là trong cái chuyển động của servo thì đơn vị này thường tính là mm, bởi vì servo thì thường gắn với trục viết me, cho nên khi mà servo quay thì trục viết me chuyển động tĩnh tiến, chuyển động tĩnh tiến, cho nên là cái đơn vị nó thường là tính là mm, ở đây nó mặc định là mm. Nó cũng có thể đổi thành các cái đơn vị khác như inch hoặc là foot hoặc là số xung, nhưng mà thông thường là để mm. Mục driver signal này, ta chọn enable output là Q0.0. Đây là đây thì ta chọn thêm về Q0.2, xin lỗi các bạn, Q0.2 driver enable Q0.2, có nghĩa là Q0.2 là biết cho phép cái driver để nó điều khiển. Thì ở đây nhé, nếu mà các bạn chưa hiểu cái phần này, cái phần driver enable này và xung axis, xung output này và direction này, Q0, Q1, Q2, bạn xem lại cái video mà tôi vừa mới nói đây. Video này vào xem cái hình này. Tiếp theo là phần mechanics. Đấy. Đây này, nãy tôi nói với các bạn, servo thì sẽ thường gắn với trục viết me để chuyển động tĩnh tiến cái object này. Khi mà quay thì cái object này chuyển động tĩnh tiến, nên là đơn vị thì nó là mm, tốc độ mm trên giây,
vị trí là tại mm bao nhiêu. Ở đây là số xung này, đầu tiên là cái con số 1000 này là số xung trên một vòng quay của motor. Đấy, số xung trên một vòng quay của motor thì các bạn xem ở cái con motor của các bạn, xem là con encoder nó là độ phân giải nó là bao nhiêu. Ví dụ như tôi sử dụng con motor có cái độ phân giải của encoder là 1000 xung trên vòng. Và cái tiếp theo 10.0 này là cái độ dịch chuyển khi mà motor quay được một vòng. Có nghĩa là cái vít me này, khi cái vít me này quay một vòng thì cái bước chạy, cái bước răng của vít me này là dịch được 10 mm theo chiều chiều tĩnh tiến, quay một vòng là được 10 mm. Thì cũng có loại là cái bước răng này là 5 mm, cũng có loại là 10 mm, thì ở đây tôi dùng là 10 mm. Tiếp theo là position thì ở đây cái tích thứ nhất đây là enable hardware limit switch, có nghĩa là ta dùng cái công tắc giới hạn hành trình cứng. À, ví dụ như ở đây cái các bạn có thể xem cái mô hình này của tôi đây. Hardware limit switch đây, low hardware limit switch này. À, low hardware limit switch này. À, đây là cái công tắc giới hạn hành trình của tôi. Có nghĩa là khi mà cái object này đi đến giới hạn thấp nhất thì sẽ dừng lại. Và hai hardware limit switch này. Đây. Nghĩa là ta đặt cái giới hạn hành trình cứng cho cái hệ thống này, không cho phép đi qua cái giới hạn hành trình cứng này. Thì ở đây input low hardware limit switch, ví dụ như là đây tôi chọn là tôi sẽ chọn là i0 0.4 đây i0.4 này. Đó. Và đây là i0.5 này. Đấy. Nghĩa là ở đây ta chọn là i0.4 là cái đầu vào của cảm biến hành trình low, và i0.5 là đầu vào của cảm biến hành trình 2. Và đây ta chọn hai level, đây là hai level. Hai level có nghĩa là khi mà nó tác động thì nó lên mức cao, còn khi không tác động thì nó mức thấp. Còn ta đã chọn ngược lại, ta chọn low level thì là khi mà tác động thì ở mức thấp, mà không tác động thì ở mức cao. Thì cái này là tùy vào cái phần cứng của các bạn. Tiếp theo là cái tích thứ hai đây là enable software limit switch, có nghĩa là cái switch giới hạn bằng phần mềm. Lúc nãy ở trên là giới hạn bằng phần cứng thì ở dưới này giới hạn bằng phần mềm, có nghĩa là ở dưới đây đây phần âm 10.000 này, dương 10.000 này là ta giới hạn là bằng phần mềm, có nghĩa là khi mà motor chuyển động được motor chỉ chuyển động trong khoảng là từ trừ 10.000 mm đến 10.000 mm, còn vượt qua cái giá trị đó thì
motor sẽ báo lỗi. Thì ta có thể thay đổi được cái giá trị này. 10.000 mm là 10 10 mét, ta chỉ cần chọn từ 1.000 đến 1.000. Cái tiếp theo là phần dynamic, general này. Đầu tiên là đơn vị của velocity limit, có nghĩa là cái đơn vị cái tốc độ tối đa. Thì ở đây có thể chọn là xung trên giây hoặc là có thể chọn là vòng trên phút. Ví dụ như ở trong cái motor servo của chúng ta ấy, là cái thông số của nó là 2.100 vòng trên phút chẳng hạn, hoặc là 3.000 vòng trên phút hoặc 5.000 vòng trên phút chẳng hạn, thì các bạn chọn là vòng trên phút, và đây các bạn chọn là tốc độ tối đa ghi trên động cơ. Đây tôi chọn là 2.100. Thì ở đây nó sẽ quy đổi ra luôn này, cho ta là thành 350 mm trên giây. Đấy. Nha, 2.100 vòng trên phút, mà mỗi vòng của ta này, đây, vòng của ta là 10 mm, mỗi vòng của ta chuyển động được 10 mm, thì cái tốc độ của ta sẽ là 2.100 cái tốc độ của ta sẽ là 2.000 tốc độ của ta là 2.000 vòng trên phút, mà mỗi một vòng gọi là 10 mm, do đó là 2.000 vòng trên phút thì tương đương với 350 mm trên giây. Đây là tốc độ máy nó tính luôn. Start stop velocity có nghĩa là cái tốc độ khi mà bắt đầu khởi động hoặc là tốc độ dừng. Thì ở đây ta chọn có thể là chọn 30 thôi, nghĩa là cái tốc độ bắt đầu khởi động cái là tốc độ là ở 30 mm trên 30 vòng trên phút, tương ứng với 10 mm, tương ứng với 5 mm trên trên giây. Đây ta xem sơ đồ cái hình vẽ này. Tốc độ start có nghĩa là cái điểm này, tốc độ stop là cái điểm bên phải này, và đây là cái tốc độ maximum này. Và để mà đạt được cái tốc độ từ tốc độ start đến tốc độ maximum này thì đây nó sẽ có một cái khoảng thời gian gọi là ramp up time, ram down time. Đấy. Thì ở đây cái thời gian mà càng dài thì có nghĩa là quá trình tăng tốc nó càng diễn ra lâu, thời gian càng ngắn thì là tăng tốc diễn ra nhanh, có nghĩa là cái gia tốc càng nhanh. Thì ở đây với cái yêu cầu cái bài toán của mình là đáp ứng nhanh hay là chậm thì mình chọn cái giá trị này cho nó hợp lý. Chọn ví dụ ở đây ta chỉ cần chọn 0.05
5 giây thôi. Đấy. Giây nghĩa là thời gian làm tăng tốc từ cái 30 mm này từ 30 vòng trên phút lên 2100 vòng trên phút chỉ có 0,5 giây thôi. Đấy. Đấy là cái ưu điểm của cái servo motor, có khả năng tăng tốc nhanh như vậy và không có vấn đề gì xảy ra với motor cả. Và đây nó tính luôn cái gia tốc của ta là 690 mm/s. Mục emergency stop này có nghĩa là dừng khẩn cấp. Khi mà dừng khẩn cấp thì là đây là tốc độ của ta là maximum này, start stop này giống bên kia, đây là dừng khẩn cấp. Dừng khẩn cấp thì tốc độ, thời gian ram down time cho 1 giây thôi. Tiếp theo là phần homing này. Homing thì đây ta có 2 phần, phần active và phần passive. Active này các bạn nhìn thấy cái hình vẽ bên dưới này, xoắn xoắn ốc này. Passive là giống như một cái đường thẳng này. Thì ở đây phần active. Active có nghĩa là gì? Có nghĩa là khi mà có lệnh mà về vị trí home thì động cơ của ta chạy giật lùi lại về vị trí gốc này, đi qua vị trí gốc này, sau đó lại quay ngược trở lại này và về vị trí không. Có nghĩa là motor của ta không từ một cái vị trí không trở về không ngay lập tức, mà khi trở về không đi qua điểm không, đi qua điểm không, khi mà đi qua điểm không thì nó sẽ giảm tốc độ và giật trở lại. Thì cái này ở cái video thứ hai thì tôi sẽ làm cho các bạn xem chuyển động thực tế của nó. Còn phần passive thì ngược lại, tại một vị trí này khi mà động cơ có lệnh trở về không thì động cơ sẽ chuyển động về không luôn. Còn tôi thì tôi hay dùng cái chế độ active. Đấy. Nhìn nó rất là đẹp mắt, chuyển động mượt, nhìn rất là nghệ sĩ dạng như vậy. Ở đây là input homing switch. Đấy, như cái hình vẽ này. Vẽ đây. Đây là cái homing switch này, có nghĩa là điểm không, của trục tọa độ. Và đây là cái phần object này, ở đây là cái chỗ mũi tên, đầu mũi tên là cái điểm để khi mà cái điểm này nó đi qua các cái cảm biến này, qua cảm biến homing switch này thì nó sẽ là xác định là điểm đấy là điểm không và nó đi qua cái hardware limit switch này, thì đây là cái điểm hành trình lớn nhất. Low hardware limit switch là hành trình vị trí hành trình nhỏ nhất. Thì ở đây cái homing switch của tôi là tôi chọn là I0.6 2. Thì ở đây là cái tiếp theo bên này là cái tốc độ
tốc độ để khi mà cái tốc độ khi mà trở về home, ví dụ như là motor đang ở một cái vị trí bất kỳ có lệnh trở về home thì cái tốc độ của nó là bằng bao nhiêu. Đây đây tôi lấy 20 thôi, rồi chuyển động từ từ, nên có thể là lấy bằng bạn sẽ lấy cao hơn để cho nó chuyển động về home nhanh hơn. Ở đây là tại sao nó báo lỗi, là vì cái homing velo này là phải nhỏ hơn cái phía bên trên. Đấy, đây tôi chỉ lấy 10 thôi thì nó sẽ hết báo lỗi. À, các cái lựa chọn này nhé, thì đây là đấy, các cái lựa chọn này các bạn cũng có thể nhìn thấy này. Ví dụ đây là ví dụ như này là motor đang ở phía tay trái của homing switch và có lệnh homing switch, có lệnh homing thì sẽ trở về từ trái sang phải, đi qua điểm không và quay ngược lại điểm không. Còn ở đây là ngược lại, là đang ở bên phải, có lệnh về không, về homing, chuyển động sang bên trái và giật lại điểm không. Còn đây là homing position offset này. Đấy, là cái giá trị mà ta muốn nó đi quá xong nó quay trở lại đây. Nếu mà ta đặt là 00 này thì motor đi thẳng về không luôn. Còn nếu ta muốn đặt ví dụ như 20 mm thì motor sẽ đi qua điểm không 20 mm, sau đó lại giật trở lại. Ở đây tôi đã config, phần này là phần config cho servo này đã xong. Bây giờ ta sang cái phần phần commissioning. Đây, thì các bạn đúp vào đây commissioning, các bạn là lưu lại lại nhé, lưu vào biên dịch xem có lỗi gì không. Biên dịch lỗi. Không có lỗi. Sang phần commissioning. Commissioning đấy, ta vào phần active. Ok. Go online. Start search. Khi mà commissioning thì sẽ download xuống POC, chương trình sẽ download xuống POC. Go online. Chờ một chút. Ok. Đấy, ta chưa chưa ta phải download, ta phải download cái phần này xuống, tức là download hardware config.
Các module theo là qua listening thì ta còn active. Đây, ở trên đây là phần này, này cho phép enable rồi đây này, màu xanh này, này. Đó, ấn vào enable đó. Thế ở trong cái phần comment này, tôi chọn bằng đây tôi chọn tôi thử bằng job này. Job có nghĩa là ta chuyển động bằng tay. Chuyển động bằng tay. Ở đây là chưa chương trình chưa có gì đâu nhé. Chương trình ở trong cái chương trình main này chưa lập trình gì cả, ta sẽ tạo ra cái phần cứng VLC này, sau đó ta tạo ra cái config, sau đó ta download xuống VLC và ta thực hiện commissioning. Ở đây ta nhấn vào, đây ta nhấn vào forward này, ta chọn là joke là chuyển động bằng tay, velocity đây là 35 mm trên giây, có nghĩa là vận tốc chuyển động bằng tay là 35 tương đương với tốc độ gia tốc là 69 này. Đây là vị trí hiện tại, vị trí hiện tại khi mà bạn ấn forward này thì vị trí này thay đổi backward này. Forward này. Backward này. Qua không? Tiếp theo chúng ta test vị trí của mình này, của mình thì nó sẽ phải về không, thì ở đây ta nhấn vào nút của mình này. Nhấn vào nút của mình thì cái vị trí cái object của ta sẽ trở về home, nhưng mà không dừng tại vị trí home mà đi qua cái home insert, sau đó lại giật trở về đây này. Nhấn này. Home mình này. Đi qua này, giật trở về này, đó dừng lại đó. Lại nhé. Hôm mình lại này. Hôm mình này. Đi qua vị trí hôm. Tiếp theo là ta test position. Test lại vị trí. Ví dụ đây là đang ở vị trí hiện tại là đang ở không công, có nghĩa là vị trí home, ta muốn chạy lên đến vị trí là 100 mm, 100 mm với tốc độ đây là 35 mm giây, và ở đây ta muốn chọn cái absolute này, là vị trí tuyệt đối. Vị trí tuyệt đối có nghĩa là vị trí so với cái gốc tọa độ là cái home insert. Relative là vị trí tương đối, có nghĩa là so với vị trí hiện tại. Ví dụ như vị trí hiện tại nó đang ở là 50 mm thì ta
nhập ở đây là 100, như vậy thì vị trí tương đối của nó sẽ là 100 cộng 50 là 150. Thì ở đây ví dụ ta ấn là absolute này, vị trí tuyệt đối này, thì là cái object của ta sẽ chuyển động đến đúng vị trí 100 thì dừng lại chuyển động này. Đó, đây vị trí của ta này 100. À, ví dụ ở đây ta vẫn để là 100 nhưng mà ta nhấn vào relative thì cái object của ta sẽ chuyển động đến vị trí là 100, 100 ban đầu này, 100 này, này cộng với 100 nữa là thành 200. Đây, ta nhấn tiếp relative thành 200 thì dừng. Đó, dừng. Ok. Cái video thứ nhất của chúng ta đến đây là hết. Thì ở cái video này thì tôi đã giới thiệu cho các bạn thứ nhất là cái cách để config cho servo motor. Cái thứ hai là chạy permissioning, có nghĩa là test. Test mà không cần lập trình. Ở cái video thứ ba, video thứ hai, video thứ hai đây, tôi sẽ giới thiệu cho các bạn cái phần là cách điều khiển tốc độ và điều khiển vị trí. Và ở video thứ ba, tôi sẽ giới thiệu các bạn là cái lập trình dạy điểm và gọi điểm. Video của tôi đến đây là hết. Mời các bạn đón xem cái video thứ hai và thứ ba. Hoặc là các bạn vào cái trang, vào cái kênh của tôi. Các bạn tích vào cái biểu tượng này, biểu tượng tắt. Sau đó thì vào tìm về đến cái video. Cái tên đúng như này, Control AC Servo Motor này, using PLC 7200. Cảm ơn các bạn.